xuống thì các bạn ơi, ngày hai chủ nhật đó là... Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình lại cái chỗ ngã ba, gọi là cái ngã ba rất là nhiều xà lan qua lại hàng ngày, mà bao nhiêu lần trước mình đã quay cho các bạn xem. Hôm nay thì mình lại đây quay cho các bạn xem nữa nha. Mấy lần trước thì là đây là cái mùa nước các bạn. Hôm nay thì mùa hạn cho nên là xà lan đi qua đây rất là dễ rồng này. Giờ thì có một chiếc xà lan Sài Gòn đang chuẩn bị vô. Wow, rồi luôn rồi. Máy giờ hết hồn chưa? Quá dữ rồi. Wow. Các bạn hãy nhìn thối kìa. Anh tài công anh cũng phải nạp hết cỡ nha các bạn. Trời ơi, luôn kìa. Thối mịt mù luôn. Wow, anh lấy hết trớn anh chạy vô phát một nhìn rất là ngọt các bạn. Ghê hồn chưa? Quá dữ. Anh vô cô anh chạy hết cỡ luôn các bạn. Wow, cái tiếng máy cùng mình nghe nó sướng đời thiệt chứ. À, các bạn thấy không, cái mùa nước này, cái mùa này nó ra nước rất là rồng này. Vô đây nước hút ghê chưa. Đây, chiếc này chở rất là cẩm nha, chiếc này cục đòn lắm các bạn. Chiếc này thì chiều dài nó khoảng tầm 30 mét ha. Đây. Wow, quá dữ. Sở dĩ là tài công đi ngang đây phải nạp hết ga là người ta sợ cạn á nha các bạn, nên là phải nạp hết cỡ vô luôn. Một cái mùa kia thì người ta sợ đụng lên cái mui, mùa này thì người ta rất là dễ sợ bị cạn, cho nên là phải nạp một cách là hết cỡ quyết liệt để cho nó vượt qua cái cạn, chứ không nó vướng lại cái là mất công lắm. Đây là một chiếc nha, chút nữa mình sẽ cho các bạn thêm vài chiếc đi qua đây này. Đây, bây giờ thì chúng ta cùng xem chiếc xà lan Tiền Giang vô cua tiếp theo nha các bạn. Chiếc này hình như là mình đã có quay rồi một lần hay sao, mình không nhớ rõ. Này, anh này anh đứng ở trước mũi, anh sợ đụng vô cái cabin này. Phiên dịch phía sau kìa, đạp nước thấy dữ dội chưa. Đây, mình đi qua đây cho các bạn xem nha. Chỗ này thì cũng như mình đã nói là mình quay rất là nhiều cho các bạn xem ha. Wow, cũng hết cỡ luôn nha các bạn. Wow. Cái này chạy vô rất là mượt các bạn. Wow. Dữ thì chứ, chiếc này. Chịch hết nha. Ở trong còn 2-3 chiếc đang đi ra luôn kìa các bạn. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, các bạn có nghe tiếng kèn của xà lan chuẩn bị ra tiếp theo không? Rất là dữ dội nha. Kèn này rất là thanh này. Chiếc này chở đá mi ha. Nghe nó nhức đầu luôn các bạn. Rất là điếc tai ha. Chiếc này thì người ta chở không mấy gì khẩm nha, tại người ta sợ đi ngang đây nó bị cạn nè. Cái mùa này á, thì xà lan chở nó nổi không à, còn cái mùa nước á, thì người ta chở rất là khẩm, tại vì chỗ này nước nó sâu. Các bạn chưa thấy nghe tiếng máy của xà lan đi lên ha. Chỗ này thì mình cũng như mình đã nói ha, mình đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Không biết tại sao ai mà thiết kế cái tiếng kèn lớn dữ vậy. Như nước nó hút kìa các bạn. An phát 04. Nghe nó nhức đầu luôn các bạn, rất là điếc tai ha. Đây, bây giờ thì xà lan đang lấy chớn để quẹo cua này. Kỹ xét hết luôn các bạn. Bây giờ thì một chiếc nữa.
cao nha các bạn. Cái này nó không ra khối gì mấy, nó không phê. Đa số mấy cái dòng Thái Lan thì ta gắn cung im á, thì nó cũng như mấy chiếc tàu biển mình nó quay cho các bạn xem á, máy nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà Thái Lan thì người ta dùng hộp số cho nó bự hơn, nó cho nó chậm hơn, vì người ta cần cái độ bền thôi, người ta không cần cái tốc độ. Còn đây là chiếc tiếp theo để cho xà lan đi qua này, quên, chiếc tiếp theo xà lan đi qua các bạn. Chiếc này thì người ta chở cái mũi nó khẩm thôi ha, còn cái đích thì nó nổi để người ta đạp cái chân vịt cho nó xuôi, chứ không để cho cái đuôi nó khẩm các bạn. Nhưng mà cái đuôi nó khẩm người ta đạp nước nó dễ bị cạn hơn ha. Chiếc này nhìn rất là gọn. Chiếc này ở Trà Vinh này. Wow, còn ở phía sau rất là nhiều luôn kìa các bạn. Cái mùa này thì wow, cái máy nó hú rồi kìa. Có cái bô này làm đây rồi các bạn. Cái bô vào. Ra đây rồi mà vẫn còn bóp đèn. Chắc là công viên 350 á. Ồ. Quá dữ. Trời ơi. Nước thì không chảy gì mấy nhưng mà xà lan cũng phải đạp hết công sức mới được nha các bạn. Chiếc nữa. Đây các bạn xem chiếc xà lan này vô tiếp theo này. Quá là bự luôn nè các bạn. Ôi ơi, xà lan mới ton luôn này. Mấy cái vỏ xe người ta sơn màu trắng nhìn cũng rất là đẹp ha. Chiếc này bự thiệt, mới 100% luôn ha. Đây bây giờ thì chúng ta cùng xem tiếp chiếc xà lan này rất là bự nha các bạn. Và các bạn nhìn cái mũi xà lan kìa, khủng khiếp chưa. Để đi qua cây cầu này. Đó. Quá là bự chiếc xà lan này nha. Anh sẽ coi có đi qua được không. Wow, không biết sao đây. Vừa ngán luôn kìa. Đi ra, đi là căng quá đi. Đi qua đây, đi qua đây. Kia anh phát này chắc là qua được hay sao đây, để coi nha. Quá ngon, nước ở phía sau xà lan đạp được các bạn. Quá cao chứ. Đây thì trên hình nhỏ các bạn, mấy anh em thì mình thấy có một chiếc xà lan của công ty cổ phần vận tải Hà Tiên rất là bự các bạn. Chiếc này có tầm khoảng 2.000 tấn ha. Giờ nãy phía sau mình thấy nó có hai bánh lái các bạn, thì tức là chắc là chiếc này nó hai động cơ. Bây giờ chiếc này nó sẽ qua cua cho các bạn xem này. Quá dữ cái chiếc này các bạn ơi. Cái thầm hạ nó có khoảng tầm 5 mét đó các bạn.
Thâm Mạ tức là cái chiều chiều cao. Rồi, nguy hiểm quá chiếc chạc này. Nguy hiểm quá. Chạc kìa, chạc kìa. Rồi, đây nè. Wow, một cục khối kìa các bạn ơi. Quýu rồi. Dữ lắm khối rồi. Ôi ơi, kìa. Con vịt nó đạp kìa. Mã ơi. Ôi ơi, nó sướng cuộc đời các bạn ơi. Wow, hai cái động cơ kìa. Quá dữ ơi. Wow, sướng nắp thiệt các bạn ơi. Quá về hai máy nó hoạt động cùng lúc luôn. Hai con vịt nó đạp nước kìa. Lúc về. Thổi lên ngay ngút kìa. Ôi ôi, con này hai con vịt nè các bạn. Wow, cái này coi sướng thiệt các bạn ơi. Này, hai con vịt nó đạp nhìn rất là đẹp ha. Đó, phải đạp hết công sức máy để mà đi qua cái cua nha các bạn. Không khéo là va chạm vô nhà liền. Nữa này. Đó, động cơ bên trái hoạt động. Mã ơi, kìa một nồi. Oh, wow, động cơ bên phải hoạt động tiếp theo. Trời ơi, nó sợ tấp vô nhà người ta các bạn. Quá khứ vô chiếc xe lăn kìa. Trời ơi. Quá phê. Wow, lần đầu tiên mới thấy cái xà lan hai động cơ mà nó hoạt động coi nó phê như tàu cao tốc vậy các bạn. Quá sướng đời luôn. Ồ, nó chạy nhìn rất là đẹp ha. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng xem tiếp chiếc xà lan tiếp theo nha. Xà lan tiếp theo cũng đang di chuyển gần tới mình rồi đây. Đây, chiếc này cũng rất là bự các bạn. Chiếc này này. Đây thì mình thấy có chiếc này cũng na ná như chiếc hồi nãy các bạn, mà chiếc này nó rất là mới ha. Chiếc này chắc cũng của công ty cổ phần Hà Tiên hay sao này. Siêu to luôn. Ồ. Tiếng kèn như tiếng kèn của tàu hỏa vậy. Khi mà xà lan đi qua tới khúc cua này thì bắt đầu sẽ giảm ra từ từ ha. Chiếc này là chiếc mới to luôn nè các bạn. Ngồi ngay ngã ba sông luôn này. Đây này, mình ngồi ngay ở dưới ngã ba sông các bạn. Đó, chiếc chẹt chỗ này có cái còn ở đây là cái chỗ mình đang ngồi là thì theo thông tin mình được biết á là cái chiếc này là mình kêu chiếc ghe đi ha. Chiếc ghe này do một chiếc xà lan nó đụng rồi bỏ đi luôn, đụng vào giấc tối. Đó là cái hậu quả của xà lan đi qua cua, mà cái chiếc ghe đậu không khéo thì nó quất cái là chìm ngấm luôn này các bạn. Đây là thông tin đó là mình chính xác nha. Tại vì mình hỏi người ta ở đây á, ngay ngã ba sông á thì xà lan nó ra nó rất là dễ qua chạm như đây nè. Bây giờ thì người ta phải cầm cái bẹo đó để cho xà lan nó thấy ha, mà cái bẹo nó gắt rồi, còn cái bao mục luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình trở lại với chiếc xà lan chuẩn bị qua cua nha. Đây, chiếc này nó mới cực kỳ luôn. Chiếc này chắc mình nghĩ không biết có chở hàng chưa hay là mới hạ thủy. Wow, càng như càng tàu hỏa vậy. Chiếc này thì cũng na ná như chiếc hồi nãy quá. Chắc mình nghĩ chiếc này chắc cũng hai bánh lái nữa này. Quá hướng chiếc này nó đẹp đó các bạn. Này cho các bạn xem nha. Không biết là chiếc này hai máy hay là sao đây để qua cua và mình sẽ quay cho các bạn xem mà các bạn sẽ thấy ha. Wow, hai bên cái lằn vỏ xe nữa kìa. Đẹp mỹ miều luôn. Này thì mình thấy rất là mới các bạn. Này, mấy chiếc này thì đa số lái bằng thủy lực, nếu mà cua min thì là từ N14 cò lớn trở lên ha, hoặc là 500 cua min. Chưa thấy khối gì nha. Này nó mới ghê ta. Này bây giờ thì gã khổng lồ đang di chuyển một cách hết sức chậm rãi. Hình như là chiếc này chắc chưa chở hàng hay sao các bạn. Rất là mới luôn này. Chưa đóng miếng phèn làm thuốc luôn. Ồ, máy gầm rú kìa. Bây giờ thì đang qua hết một phần rồi đây. Ồ, mấy chiếc bự này qua nó khó cực kỳ. Wow. Ồ, chiếc này cũng là hai máy nữa này các bạn. Hai bánh lái nè ha. Ồ, các bạn thấy bánh lái không? Wow. Quá dữ.
khối gì mấy nha. Wow, ôi quá phê này, hai bánh lái này các bạn thấy chưa. Wow, ôi nhìn nó đậm nước quá nè. Đó là cái động cơ bên tay trái, còn động cơ bên tay phải chưa hoạt động lên nữa. Wow, như một chiếc máy bay vậy. Đó, động cơ bên phải hoạt động theo luôn. Wow, ít khi thấy hai mấy chiếc xà lan hai máy này nha các bạn. Ồ, hai máy nó đầm đú kìa. Nghe rất là sướng đời ha. Quá khứ. Quá phê, quá phê. Rồi bây giờ thì xà lan đã qua cua ngon lành cành đào rồi. Mình ngồi nắng muốn teo giấy luôn rồi các bạn ơi. Nắng á. Rồi, bây giờ thì xong rồi đấy.